À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game Heroes 7. Mình là Totan Qua Tuyên Quang. Và ở tập trước thì các bạn cũng thấy rồi, mình đã thực hiện một cái cuộc chiến phải nói là khá là mệt với cái thằng màu đỏ này đấy. Khi mà nó công thành của mình mà mình cũng không nghĩ là mình có thể thủ được ở cái trận đấy. Nhưng mà kết quả là mình thủ được và mình tăng được kinh nghiệm rồi. Kết thúc trận trước thì mình đã đánh lên cấp rồi đấy. Bây giờ thì cái gì đây? Cả leadership khi thủ thành ấy. Cái đấy thì chắc cần chúng ta lên cái này trước đã, mắc cái dòng này trước cái này, cộng vào di chuyển cái này. Bây giờ thì thôi cái thủ cái thành này đã, con này chắc là chưa cần đi đâu rồi, con thủ đã. Em Olena này thì bây giờ, nhưng có điều là bây giờ mình sẽ phải kiếm được tiền thì mình sẽ phải nâng cấp cái thành này và mua thêm quân thôi. Không lằng nhằng là nó phơi chết. Sau này thì cho nó đi học cái skill đấy á. Rồi tốt, lên skill. Thằng này, tướng này có vẻ Primea Magic à? Mình nghĩ là đầu tiên cứ học trưởng Lai đã, để còn hồi máu. Phe thiên thần thì cứ phải học Lai. Tiện thể xong rồi còn đi mua quân. Em Ola này thì gặt hái cái chỗ này phát đã. Ai ôi, sao đông quân thế? Bây giờ mình sẽ tập trung mua thiên thần. Chết rồi, mình quên mất không dàn quân rồi. Như thế này thì có vẻ như là không ổn lắm khi chúng ta xếp đội hình như này. Thằng trưởng lửa nó sẽ tấn công được 2 mục tiêu, chúng ta đánh được 3 ô mà. Hay quá. Thiên thần đâu rồi, lên đây. Bọn này là bọn tầm xa. Nó đánh được mình ở tầm xa. Tiếp tục. Ai chà. Úi dồi ôi, nó bắn ác thế. Bắn chết 21 thằng của mình. Ôi ồ, nó nhằm vào cái thằng yếu nhất của mình, nó phơ. Ôi ồ, mày khử nó cho anh. Được, sau khi thần áp sát hai con kia ngăn không cho nó tấn công nữa. Rồi, trưởng lửa thì chưa cần ngồi quân vội đâu. Đây rồi. Như thế này này. Có thể nó không thể nó tránh, không bị tên nhỉ. Vãi thật. Để cho người đã áp sát bọn này. Lại bắn thằng của mình tiếp à. Ai chà. Mày giết thiết thần chỉ có thể hồi phục, hồi sinh một lượt duy nhất thôi nhá. Không thể sử dụng skill đó một lần duy nhất thôi. Nên chúng ta không được làm nào. Mình sẽ tiêu diệt bọn này trước á. Ủa, mấy cái công trình hỗ trợ mình đâu hết rồi. Quân thua.
bắn thường. Phải cho người đã áp sát thằng kia đã, có đồ muốn cho thiên thần hồi được. Người đá, ôi trời ơi, choáng luôn. Chết còn có 4 con thôi cả. May ha bưởi. Nó chạy được. Nó chạy được. Chết luôn à. Chết luôn cả con 4 này. Đùa với thần lửa. Áp sát nó đã. Hạn chế khả năng tấn công của nó đã. Làm đi, làm gì thì làm. Ôi, chết luôn à. Hết rồi, hồi sinh cho bọn này đó. Hồi sinh 42 thằng. 179 à? Đầy chưa nhỉ? Chưa. Chưa đầy thì à, chờ xíu. Chưa đầy à? 100. Mày thì chết rồi. Đó. Đánh để không mất quân không dễ đâu nhá. Các bạn cứ thử đánh xem. Thiên thần hồi 500 tiết. Các bạn nó có 2 thằng. Phép thuật của đất. Hết lực đánh rồi. Thành này có mua được quân gì nữa không? Không mua được gì và cũng không xây được gì. Thôi qua lượt. Nó có thằng tướng ở đây à? Mấy con sói cùi sợ gì? Ngon thì vào đây. À, rút lui chiến thuật à? Bây giờ là phải xây thêm công trình để có thêm quân. Thêm quân nữa. Bây giờ thì à, chưa vội phải tiến sang kia vội. Mình cứ kiếm ít tài nguyên nữa. Kháng lửa. Pháp sư cấp 25 rồi, mình cấp 25 rồi. Đây là con rồng. Xếp xếp lại cái đội hình này phát ạ.
vẻ ổn. Chưa ổn lắm. Cái này là ổn đấy. Ồ, cái con rồng. Rồng này không phải là rồng gớm lắm. Á chà. Phép mạnh hơn rất nhiều. Chú thần bay hai phát à? Ai chả, nó cũng hướng nhỉ? Nó cũng hướng đấy. Gặp cái pháp sư của anh thì cũng tắt nào. Thằng man mác này, thằng cung bắn đỏ này. Đùa, đam cũng vãi trưởng ấy. Bắn được phát nữa kìa. Ôi. Úi dồi, hy sinh luôn à. Người đá tiến lên. Con cầm cắm thiên thần nữa. Ảo tưởng sức mạnh à cũng. Trời ơi, mình giờ mạnh ghê. Rồi chúng ta sẽ học tiếp, ăn tiếp các cái hỗ trợ này. Nó tăng gì đây? Một spirit à. Rồi ok. Nó có mấy con chó nhưng mà được rồi, mình chưa đủ quân để đánh nhau với nó đâu. Tiền thì cũng hết rồi, để từ từ đó. Qua lượt. Ồ, lại có quân tiếp gửi tới kìa. Chờ đó, trận này căng à? Dễ mà. Nó có mấy con sói như con gì đâu nhỉ? Rồi, ngon vào đây. Ngon vào đây. Chúng ta có ma cà rồng. Đội quân của chúng ta cũng chất đấy, đừng đùa. Ôi giời, cứ vụt trên hồ sơ đây. Ba con. Nó buộc phải tấn công mà. Ngon thì lên đi cu. Lên. 35 con sói vào đây. Phòng thủ lại. Phòng thủ. Bắn tên. Nó lính cận chiến nó buộc phải công mình trước. Mình không còn mana rồi. Không còn mana. 84 tiết. Thiên thần. Đây là con ma cà rồng. Lên đi phải à? Ma cà rồng rất đặc điểm là khi nó phản đỡ công thì nó lại hồi máu. Ôi
chết một con này. Rất tiếc là skill của mình không có khả năng hồi máu cho bọn này được. Ma quỷ này nếu như ở bản Herod 3 nó có cái skill là gọi dậy những linh hồn đã chết, giống như kiểu ma cà rồng trong Warhammer, nó cũng tương tự như là hồi máu của thiên thần. Nó cộng 40 máu, mất có 23. Nó giật xét chết con ma của mình được à? Ôi trưởng nó mạnh, tướng của nó mạnh thế nhở? Mấy con dính trưởng phép của nó phát chết hết cả quân nhỉ. Ôi. À. Nó dùng phép của thiên thần. Chúng cái phép là lúc nãy mình làm. Đồng thời hồi máu nhưng cũng đồng thời giết chết kẻ thù. Bắt căng nó. Chưa đó dùng kiểu like ngay. Chúng ta lại mất cái thành rồi. Vãi trưởng thật. Điên rồi đấy. Anh cho quân anh sang khử hết cái đám này. Không đủ quân để tấn công nó. Mất nhiều tiền quá nhỉ. Bây giờ mình phải tái chiếm lại à. Tướng thì có thể khôi phục lại được thôi nhưng mà đâu có dễ để mà khôi phục được. Xoay xoay quá nhỉ. Mình không nghĩ là chúng nó áp đảo kinh thế. Ái chà. Quân nó còn mạnh lắm. Thành đấy thì để không, nó cũng chẳng có quân. Sàng diệt tận nơi thằng đỏ mới được. Còn chỗ này mình chiếm được hay không, không quan trọng. Để sau đánh cũng chiếm nữa được. Ái chà. Mạnh gớm nhỉ. Ủa sao nó làm tướng thế. Đã thăm. Kìa quá. Một lượt nữa sẽ mua được. Mình tập trung mua quân thiên thần nữa. Mấy con ma này. Ủa sao làm tướng này, 1, 2, 3 6 thằng tướng vãi trưởng. Nó định làm gì ấy, KS nhà mình à? À rồi, thanh niên này về thành đã.
bổ sung thêm thiên thần nữa. Cầm mấy con lính không này đi, tướng này của mình thì sợ gì nó. Quân đoàn này của nó là mạnh nhất thì sao nhỉ? Ăn cái thành này trước đã nhỉ. Tướng này của nó có gì đó, chiếm lại cái thành đó. Nó gì nó cứ chiếm lại cái thành để kiếm tiền đó. Ôi quân thủ thành có cả con rồng gì đây. Ô mạnh đấy. Mạnh lắm quái. Ai à, kỵ sĩ bóng đêm à. Ôi nó có tường thành rồi. Nó có tường thành rồi. Chúng ta sẽ phải phá được tường thành mới vào được thành của nó. Chuyển độc à. À chuyển độc. Ai chà, nó làm phép gớm nhỉ. Nó vừa giật đám chỗ này của mình à. Mày giật mà anh không biết giật à. Nó có những lính tầm xa gì à? À con này không phải tầm xa. Nhìn xem đó. Người đá không quan trọng. Rồi giật hai con này trước đấy. Thằng thần đèn này, thằng thần đèn này, thiên thần này. Diệt đã, diệt hết mức có thể. Ôi nó làm mất lượt của mình chứ. À giảm khả năng tấn công, giảm khả năng tấn công. Giết thằng thần đèn đã. Mày định trưởng ở đâu tiếp. Ôi nó vẫn giật vào đây. Được đấy. 14 con này không thành vấn đề. Muỗi. Đây rồi. Đòn đấy một phát ăn 3 thằng luôn này. Hay thế. Ủa. Người đá tiến lên. Được. Để xem mạnh thế nào. Thần đèn, thần đèn, thần đèn. Chơi thiên thần của anh à. Một con chim. À cắn người đá. Mày chọn nhầm mục tiêu rồi. Hay quá, sập tường với mày xuống rồi. What the hợi. Ôi nó có con phượng hoa lửa. Cũng gớm đấy chứ. À tôi đã hồi sinh cho cái đám ở đây đã. Đám này bị nó bắn mất nhiều quân quá. Chúng nó đứng kiểu này à. Đứng kiểu này thì mình giật phát này chết 3 thằng luôn. Được bonus thì tấn công thằng này.
À, time control không vấn đề gì. Xem mày mạnh cỡ nào. Ô, giật đầu ấy. À trời, ôi ngu thế, giật chết cả quân nó kìa. Vãi cả trưởng. Đúng là vãi cả trưởng thật. Tên bắn thẳng này, hay quá. Bắn phát nữa, chết được con nữa, hay quá. Chết được một con. Nào. Ai da, bắn thiên thần từ nãy giờ mà chưa chết à. Ai da. Giết con này đã. Con chim này có vẻ nguy hiểm. Hay quá. Man mác. Xem nào. Đường bắn không trúng vào con mình đâu. Chơi. Ôi chết, 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 bắn trúng con mình thật. Sao mình không để ý nhỉ? Mình nào lại thấy không trúng nhỉ? Sao người đá đi chậm thế? Bị dính skin gì của nó à? Không sao, để anh hồi máu cho. Bị dính skin làm chậm rồi. Chậm gì mấy thằng này? Ai giả thiên thần. Nó còn được bao nhiêu quân nữa mà nó sao nó lên lắm được đánh thế. Ai giả. Thế mà vậy thiên thần vẫn sống rồi. Má tiếp. Vỡ tường. Vỡ tường. Nó nhiều phép nhỉ. 27 chết đấy. Rồi ơi, bị phản đàn. Tới nha. Cho hai thằng này ăn lo đạn đấy. Tên bắn thẳng này. Tên bắn thẳng là sẽ được cộng 100% đam. Bắn tiếp. Mày. Ui. Chết cả con nó. Ngu vãi trưởng. Thằng này khôn thế. Bây giờ đánh thiên thần này hơi khó đây mà anh kháng lửa mà đeo đồ kháng 30% sát thương của lửa mà đấy không lại nổi đâu. Pháp sư của mình à, tên bắn thẳng. Mày chết. Được bắn phát nữa. Bắn tiếp. Mày chết. Ai giả, trích được một em thiên thần của mình. Trích được một em thiên thần của mình. Đánh được phát nữa à?
Nhiều con đất à? Skill làm chậm à? Bắn thằng này trước đây này. Thằng pháp sư này. Bắn phát nữa. Thằng pháp sư này lên lắp tủ. Anh trả anh người đá. Ôi 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 ôi. Bị skill làm chậm. Đánh khó chịu ghê nhỉ. Làm chậm. Phá gần hết tường của nó rồi. Caution. Mất máu trong lượt. Một thằng. Mày này. Hồi sinh thiên thần đã. Chết rồi nhỉ? Nó không báo. Mà kể khử con này đã, nó đứng gần mình quá nguy hiểm. Nó đứng gần mình quá. Bắn con này. Bắn con này phát chết luôn. Bắn này chưa đã. Wow, cũng chết luôn. Chết luôn. Ô. Chết mất một mấy thằng pháp sư mà. Chưa hồi quân. Năm thằng. Bảy tám thằng là đủ rồi gì nữa nhỉ? Bay vào thành nó xem nào. Mười đá đâu, cái lệnh. Úi dồi. Tuyên thành. Tớ nha, xem hồi được máu nữa không. Không hồi được con nào nữa cả. Không hồi gì. Chết luôn. Chiếm lại cái thành. Mảnh chiếm được thành của anh trong phút một phút thì anh lại diệt tiêu diệt lại thành lại ngay lập tức. Ôi lên khá nhiều kinh nghiệm luôn mà chắc mình kiếm được ít đồ của nó rồi. Ồ lên kinh nghiệm à. Học rồi. Leadership. Năng lượng. Thiên thần này. Bây
rồi đấy. Ai da, chiếm lại được ngay lập tức, nhưng mà bây giờ đám quân này của nó, đây, thằng này cũng khá mạnh. Rồi, có lẽ là mình sẽ cho các quân đoàn kia có một xíu quân để nó có thể thành của nó ngay bên này rồi. Có thể mình sẽ đưa quân đi, định đi đưa quân vào đánh chiếm mình qua tuần. Qua tuần có nghĩa là chúng ta có thể mua được quân mới rồi. Mua lại cái tướng Olela đâu à? Tướng gì đấy? Tướng hình phe xác chết. Sister Next Target. Con này một thầy về phục hồi này. Tướng này thiên về phục hồi luôn này. Nhưng mà mình có tướng phục hồi rồi. Bây giờ mình gọi tướng này dậy đã. Ôi, nó đi vào cái thành này phát nó mất luôn cái công cụ hỗ trợ thành à? Đúng nhỉ? Đâu, vẫn còn mà. Nhưng mình nghĩ là để cái công trình công thành này hay hơn theo đúng của phe thiên thần ấy. Con này thì không cần, con này nó quá mạnh, không cần. Thành này thì bây giờ phải mua tướng xác chết nào nhỉ? Không có. Tướng của ma quỷ, không có tướng ma quỷ nào ở đây. Lâng cấp thành đã. Hết tiền mua làm sao được quân bây giờ. Thằng này nó định công thành của mình à? Khổ báo. Có hai thiên thần chạy ra đây chuẩn bị lượt sau mua quân ạ. Ngon thì vào thành của anh mà đánh, còn lại mình giữ nó đến thành mới được. Đây rồi. Chín bảy. Bốn nghìn. Không mua được. Kệ nó. Phía bên này. Có quân nó phía bên này đâu hết rồi. Nó còn duy nhất thằng tướng này dám xông pha trận mạc à? Nó đi hết rồi thì bây giờ mình ăn làm chỗ này đã. Ai xà, toàn pháp sư, toàn pháp sư thôi. Pháp sư lên cấp rồi đấy. Úi dồi, bảy thằng thiên thần đó bay thật nhanh lên ra. Thắng. Ai da, quánh thiên thần. Ừ.
quá, nó đánh nguyên thiên thần. Nó lại đánh mấy thằng kia nữa thì vất. Mình lại phải công hồi máu. Mày chết. 28 tiết à. Sao lại phản đam rồi nhỉ? Bình thường bọn này đâu có phản đam được. Đánh như thế này là mình sẽ khóa chất được cả hai thằng đó. Tốt rồi. 3 đến 4, 3 đến 5, 3 đến 5. Ây da, quánh nhau với thiên thần. Tám mười hai, rồi chết 12 hàng luôn. Hy sinh. Hy sinh, rồi rơi sách luôn. Hay quá. Cả về sau thì phải tính toán chi li mới có thể ăn được. Nhặt được khá nhiều đồ ở đây nhỉ. Cái đôi giày cộng magic cộng di chuyển tuyệt quá. Thanh niên này mua được thêm con này rồi. 5.000 rồi. Hai thằng người đá. Bao giờ nó đến thì mua quân. Tưởng thế nào? Vào đây mà ăn. Nó chạy loanh quanh đấy, nó cũng chả làm gì được. Cứ cho nó loanh quanh đấy. Có khi mình chạy sang thành kia, mình chiếm luôn cái thành bên kia của nó nhỉ? Inventor. Đây, Light Magic, mình đeo cái đồ này lên đấy. Tăng trưởng Light Magic này. Một phòng thủ. Cái này một Magic. Mình nghĩ là thôi, tăng vào phòng thủ thì hay hơn. May có cái áo giáp kháng lửa. Cái này là chuyển đất. Móc đất. Kệ nó chứ nhỉ, cho nó loanh quanh đấy. Mình đuổi nó lại chạy thì cũng bằng nhau. Nó cũng không chiếm được công trình gì của mình, chứ đâu mình cũng đỡ phải mua quân. Hay quá. Đã xong. Kiếm thêm ít quân nữa đã. Rồi mới nói chuyện với nó được. Ừ, cứ ăn mấy cái đấy đi. Thành của anh chiếm rồi, mày không thể nào mà khôi phục được đâu. 10.000. Tốt rồi.
bây giờ là mình sẽ mua thêm thiên thần. À từ đã. Thằng này chạy ra đây một xíu. Để lại đá này lại. Bây giờ mình sẽ mua thêm quân này. Muốn đánh nhau thì bây giờ phải có pháp sư nữa chứ nhỉ. Thiên thần 6.000 nữa. 10.000, 110 đồng, mua được 24 thằng à? 7 thằng. Tám thằng. Bình tĩnh. Pháp sư đã hết tiền rồi, thôi để lượt sau. Cứ phòng thủ ở đây đã, xem nó ý tứ thế nào. Chả có đồ đạc. Em Ola này mới có đồ. Mời nó đến công thành mình luôn. Nó cứ loanh quanh đấy thì nó cũng chả có quân gì mà tuyển. Mình ở đây mình cứ phơ nó đã. Thằng tướng chủ lực của nó ở bên đấy mà. Đỡ mất tiền để mua quân cho nó ăn kia. À. À. Ấy xa. Rồi sao? Phưng. Thiên thần nó gọi. Giống nhau nhỉ. Đánh hướng nào như nhau. Ai chả 100 máu. Cắn được 100 tiết của thiên thần. Giết. Tony Abbott. Hạ sát bớt bọn này đã để giảm thương vong cho các đơn vị cận chiến của mình. Tiếp tục. Rồi, tấn công thằng này. Mày. Người đá tiến lệ. Rồi. Mày. Có lẽ mình lên dùng em Sitter. À Sitter lại đó. Để nó hồi máu cho thiên thần. Nó hồi được 60 máu mỗi lượt thì phải. Đó là con số rất lớn đấy. Đối với một lính cận chiến. Wow. Phát nữa là chết thiên thần mình luôn. Sống này cho nó phát triển nữa. Đánh này còn bảo vệ cái bọn phần xa đằng sau ạ. Ta được thêm việc đánh. Bắn con này. Hay quá. Phỉ à. Bắn phát chết luôn này. Hay quá. Thông thường khi mà bắn phát chết luôn này, chúng ta sẽ được bút thêm một lượt đánh. Bắn.
Surfer. Được bút thêm một lượt đánh. Nó mất tinh thần khá nhiều ấy. Mất tinh thần khá nhiều đấy. Gấu phết nhỉ. Vẫn lề nhỉ, đánh hết cùng à. Mày, mấy cái thằng cướp danh. Danh này lại đòi dọa anh. Tăng 2 vào phòng thủ đi. À, tấn công. Phòng thủ mình khá cao rồi. Phòng thủ 16 rồi. Tăng chút xíu vào tấn công. Thăm rồi. Chưa thăm. Đánh cái này. Chúng ta sẽ nhận được cái áo giáp và mà 4.000 tiền. Mình đang nghèo đây. Đang cần tiền. Chơi. Phe thiết thần thì không phải sợ thằng nào hết. Hỏi kẻ thù à. Hai phe nó là phe thiên thần đây. Giật cái thằng bắn nỏ chưa đấy. Còn lại toàn lính cận chiến kệ nó. Úi giời ôi. Phát giật này chết cơ số thẳng luôn. Chết luôn thằng nọ. Chết. Rồi. Chết luôn con sói. Chết này. Như là bão cát ở sa mạc cái chỗ nào này nhỉ? Con này mạnh nhất này, khởi trước. Những hiệp sĩ này. Một thằng đầu tiên đã lên. Thằng nào lên nữa? Lên đây. Xuống, xuống luôn. Người đá lên. Nào, thanh niên nào xông vào. À, rồi, tốt. Úi xồi. Vả người đá của anh nhá. Mày đứa này. Đi luôn. Thần lửa bắn phát này trúng được hai thằng không? Không à. Đi thằng này. Rồi. Thiên thần. Đi. Mày. Chúng ta nhận được 4.000 và được một cái món đồ. Áo này tăng 2 phòng thủ. Cái này thì nó tăng khá lửa. Ai, sao được, phòng thủ mình cao rồi, không cần. Bốn ngàn à, 4.000 là mình có thể mua thêm quân rồi đó. Hai con ngựa nữa, để qua lượt mình mua cũng được, xem bọn này nó như thế nào đã. Thằng này thì cho xuống đây để có thể lên quanh mua mấy con người đá. Còn thằng này vào công thành của anh đi xem nào, cứ lởn vởn ngoài đấy làm gì.
chạy vào tới, nó có tới quái đâu mà đòi đánh mình nhỉ. 10.000. À mình mua rồi. Mua rồi. 11. Không đủ. Mười lăm thằng. Tha hồ. Ngon thì vào đây. Tướng của nó tướng cấp bao nhiêu? Không ăn được. Tướng nó không ăn được mình rồi. Ngon thì vào đây. Nó có loanh quanh đấy, nó cũng có tiến được đâu đâu nhỉ? Nhưng mà nó có thể tấn công được thành này của mình. Từ đã. Ép nó vào nào. Cho hai tạ hai hai cánh quân ép nó vào nào. Chờ tí lượt này để mình mua thêm mấy con thiên thần nữa. Đi đâu? Mày định đi đâu? À. Gặp anh rồi. Cho con này mua thiên thần ạ. Chưa sang tuần à? Chưa sang tuần mua ngay thiên thần đã. Mua lốt mấy con ngựa này nhỉ? 20 con rồi. Khử thằng này cho anh. Mày dám đi vào đất của anh à? Úi giời ơi. Tuổi gì? Đâu rồi? Mấy thằng Trung Đông hay sao nhỉ? À, có đội kỵ sĩ mạnh phết này. Sói à? Lên đi! Cho sói lên đi! Edvan. Không thành vấn đề. Giật phát này chết cơ số luôn này. Rổ đi một hàng luôn. Đầu tiên cho nó phát vài thằng này đã, giết mấy thằng pháp sư rồi. Thiên thần lên. Thử con sói nó cho anh. Sói của nó mạnh phết nhỉ. Rồi, giết cái thằng bắn nỏ đó. Phát nữa. Gần xong. Hay quá. Phép thuật bóng đêm này. Giết thằng này hay hơn. Pháp sư được hút trên lượt đánh. Hay quá. Hai phát chết luôn hai thằng. Hay quá. Úi giời. Thấm vào đâu. Bắn thằng này đã. Úi giời, chết một nửa đội hình. Người đá đâu, lên đây. À, đánh thiên thần. 43 tiếp. Xô. Ai chà. Thằng kỵ sĩ này. Ai chà. Sói này. Aqua Cannon nhỉ, làm giảm khả năng di chuyển của mình xuống. Chết luôn. Thiên thần này. Thử nó luôn.
phát trưởng nữa là đi đúng không? Nó tuyển được quân của phe thiên thần à? Có chứng tỏ là cái thành của nó, trong cái thành của chúng nó là có một cái thành thiên thần rồi thì nó mới tuyển được. Tướng của nó đã về thành dưỡng sức. Công trình lên đây. Rồi. Đây nữa. Sao bên này đi. Không lòng quàng nó đến đến nơi à? Qua lượt sang đất của nó luôn xem là có vấn đề gì à. Con kia thì chờ để mua lốt thiên thần á, không lâng bất kể một cái gì hết, chỉ để lâng mua thiên thần thôi. Chưa qua tuần. Con này nó mua hết thiên thần với cả. Đây. Xong. Hai thằng thiên thần nữa. Hai thằng thiên thần mua pháp sư nữa. Là mọi chuyện sẽ đẹp như trong tranh luôn. Là quân đoàn này có khả năng mình sẽ cho nó đi độc lập được. Rồi xa tuần. Trong tuần thì đồng nghĩa với việc là chúng ta mua được tiếp quân rồi. Xem nào. 8.000 thôi, thằng này đứng đây chờ đi. À không cần, cho nó đi thăm mấy cái này. Bốn thằng. Lượt sau sẽ là mua thiên thần. Ngày đầu tiên rồi. Chỗ này là mình vào hết rồi đúng không? Sang đất của nó xem có cái gì hay không nào. Mình giết được thằng tướng chủ lực của nó rồi thì mọi vấn đề không phải là lớn nữa rồi. Mình có tiền khá nhiều. Bây giờ là con này phải mua quân. Mua thiên thần 3 con cả. 3 con thì không đủ. 26 thằng. Pháp sư. Ngày thứ 2 rồi. Ôi, con chim gì nhỉ? À, mình nhìn thấy cái thành nó đây. Ủa, 24 con kìa. Này quát đâu kìa. Vớ vẩn chết toi. Để tính xem nhá. Ô, con phượng hoàng. Con này giống con phượng hoàng băng trong thôn toàn qua thế nhỉ. Đúng rồi, giống con phượng hoàng băng quá. Mày chết. Oạt, không bắn được con nào luôn. Không chết được con nào. Thiên thần. Ôi ôi, gần chết thiên thần của mình rồi. Gần mất một thiên thần. Ủa nó nhiều con thế nhỉ? Một con. Con này là thuộc phe gì nhỉ? Hai con, hay quá. Được bắn phát nữa. Một con nữa. Người đá đâu? Hay quá, người đá được hai lượt đi. Người đá. Tấn công người đá. Ôi sao nó bay đến tận đây được này? Bay trưởng thế. Ôi ôi. Ôi đam của nó mạnh thế. Ôi nó lại làm choáng quân mình rồi. Lại thấy đánh kiểu bị đơ đơ rồi. Bị làm chậm rồi. À mà mình có rất nhiều phép sao mình không sử dụng thử chưa?
Cái này là cái gì? À! Ôi! Mình gọi được lên một con chim quân của nó à? Ui, phép này phải nói là vãi chưởng luôn đấy. Tuyệt vời, sao lại có cái phép hay thế nhỉ? Ôi. Còn mấy cái phép đằng sau này mình chưa học à? Phép này là có nghĩa là triệu hồi quân đối phương. Ôi thế này thì cần gì phải cho quân lên sông cao làm gì nhỉ? Cứ đứng xa mà phơ nó thôi. Gọi phát được 12 con chim giống của nó lên. Người đá. Ui. Hồi máu. Cẩn trương. Hồi máu cho quân đã. Mình còn có cả thêm con chim này nữa. Gọi được một con chim y xì của nó. Ai da. Trưởng này mới là trưởng dã man. Ơ chết rồi. Chết một à? Ờ. Từ từ đã, để còn hồi sinh. Bốn mươi hai thằng. 180 hình như vẫn chưa đầy đâu. 180 là chưa đầy đâu. 191 thằng mới đầy được. Chờ tướng hồi đẩy. Thằng này chưa. Cả bọn này đều không có phép phục hồi à? Sao rồi, chấp nhận. Chết mất mấy thằng man mác của mình. Người đá bị làm chậm. Chín trăm máu kìa. Con này máu trâu thế cả. 400. Đấy, con bắn đỏ. 11 thằng. Bù lại chúng ta để lên một cấp skill nữa. Học vào cái nhánh phòng thủ này đi. 27 rồi. Tăng giáp này. Nhặt đồ ạ. Một cái nhẫn. Mày chết rồi. Tăng một phòng thủ này, quay lại đây. Qua lượt. Tuyển phun quân thiên thần ở chỗ này cho anh. Khi nào mà... Ôi. Phía Nam có địch. Chưa hết được quân. Hannibal ở cổng, mình vừa nhìn thấy quân địch ở đâu ấy nhỉ? Đây à, nó có thể đi theo đường này để tấn công thành của mình. Kệ nó chứ. Xem nó tiến được đến đâu. Cái quánh bọn này đã farm ít đồ đấy.
Cái thành này nó có một cái công trình à? Magic à? Tăng phép thuật lên. Đây rồi. Thằng này nó đánh được con rồng đấy thì nó cũng thuộc dạng hổ báo đấy. Không phải dạng vừa đâu. Rút quân về để bảo vệ cái thành kia đấy. Thăm cái này này. Sẵn sàng. Em này thì ăn được. Đến cận chiến thôi mà. Nữ hiệp sĩ à? Đâu à? Cái phép quái thai bỏ lọ mình vừa nhìn thấy đâu nhỉ? Tốn không mana. Cái này thì gọi dậy một đội quân giống như hiệp của nó mình. Ấy, quá hay. Ha ha. Con ngủ đã. Đánh đi. Đánh đi cu. Ồ hay đấy. Gọi được tự dưng mình triệu hồi được một đạo quân của nó. Ồ hay. Cái đạo quân này chắc chắn nó chỉ có tác dụng trong cái trận đánh thôi. Khi thoát khỏi trận đánh thì nó sẽ mất. Đấy, mình nghĩ là như vậy. Để các cái phép thuật triệu hồi này nó chỉ có tác dụng trong trận đánh thôi. Nào. Rồi. Bắn. Đã giảm thiểu quân số của chúng nó xuống đã. Tăng thêm phải bắn ạ. Bắn tiếp thằng này cho anh. Đúng rồi. Người đá đâu? Lên! Chuẩn bị đến lượt của người đá rồi. Mình ghét nhất cái skill giảm chậm của chúng nó. Mình còn mấy cái skill không tốn mana nữa. Mình xem nó là cái gì. Chết một thiên thần. Gớm nhỉ. Nó còn rất nhiều skin đây này. Cái skin này không tốn cái gì luôn. Nó có tác dụng gì nhỉ? Thử xem. Cộng 10 tinh thần chiến đấu à? À, đơn giản là cộng tinh thần chiến đấu à? Cái trưởng kia hay hơn. Tự dưng tạo ra ngay một đạo quân ngay bên cạnh chúng nó như thế thì khác gì hại chết chúng nó luôn. Nó chết luôn à? Nghĩa là nó chỉ khi tấn công được một phát thôi. Tự hồi sinh cho mình à? Có nghĩa là nó chỉ tấn công được một phát thôi. Như vậy thì mình có thể gọi lên một cái con rất là to đó đấy, xong mình để chế độ phòng thủ nhỉ. Nó cũng không dám tấn công. Triệu hồi lên nhưng mà nó không. Đấy.
được hai lượt bắn ạ. Bắn tiếp. Man Mark bắn thằng này. Ai chả mày thích chết à? Người đá vẫn thích là trâu nhất nhỉ, cho người đá đánh nhỉ. Phát nữa. Úi dồi. Đánh cú. Nữ hiệp sĩ. Không có kẻ nào mạnh được hết. Phép thuật hồi phục của thiên thần. Mày dám đú với anh. Mình ăn được khá nhiều tài nguyên đấy. Lượt sau mua quân tiếp. Nó cũng không ăn nổi con rồng này. Vậy thì không gì mà đáng sợ đâu. Vừa đẹp đủ tiền mua quân. Rồi. Nó đang tiến ra thành này của mình à? Vậy thì mình phải tiến về đã. Trong như này thì cái đi nó chưa đủ lượt đánh thì lên đây đâu. Về thành. Một quân tiếp. Sắp qua một tuần nữa rồi. Mẹ, mình đã định kết thúc với thằng thiên thần, chiếm cái thành của thằng thiên thần kia thì thằng này nó lại dám mò đến đây. Nó mới chơi mình nhá. Mua lốt mấy thằng Abbott. Thiên thần đầu tiên. Hai thiên thần nữa. Xem nào, quân đội của con này, ai chả. Nếu thêm hai thiên thần nữa thì đội quân của nó cũng không phải dạng vừa đâu. Con này, một đẹp, ai chả. Cũng mạnh đấy. Mình ngắn nhất cái đội. Nó cũng mạnh đấy. Nhưng ăn được anh mới là một cái vấn đề còn khó nhá. Dám trèo đất của anh à? Dám trèo đất của anh. Anh đã. Đây rồi. Ủa. Nó có vẻ như là phe này là phe gì nhỉ? Mà nó lại toàn những cái quân lạ quá. Trong này nó quân ma quỷ khác. Nó có dùng skin khá ánh sáng à? À từ đó, đầu tiên anh cho mày biết trưởng ánh sáng tác dụng lên những con ma như nào nhá. Ở đây nó có 2-3 con ma. Quan trọng nhất là con hai con này. Quá mạnh luôn. Tiếp đến chuyển lửa. Ừ,
rồi ôi. Thiên thần. Đánh luôn thằng này, không cho nó bắn tên nữa. Cho bọn cái đó quay lại. Cái trưởng của thiên thần này vừa hồi máu lại vừa vừa gây chết bọn ma quỷ. Chỗ này nó có toàn lính ma quỷ. Kéo quân vào đây. Không bắn tên được cả, nó toàn lính ma quỷ thôi. Đợi. Bắn con này phát này. Nó có mỗi cái thằng này là đến tầm xa thôi mà. Một phát. Đúng rồi đấy. Di chuyển gần vào đây. Bắn kiểu này một phát chết hai thằng luôn này. Úi dồi. Một phát trúng hai mục tiêu. Người đá rồi, tiến lên. Ai trời ơi, đam của nó to phết nhở. Natural. Ai già, mấy con ma này rít máu khá nhỉ. À rồi, chúng mày chạy tập trung vào đi. Cho chúng mày một phát chết. Biết thằng là trưởng ánh sáng vừa phục hồi lại vừa huy sát thương là như nào. À, bắn được ba thằng này quá nhỉ. Đây. Như thế này. Chết cơ số thẳng luôn, nằm xuống, làm sàn, làm sàn, làm sàn. Rồi. Nằm sàn rồi. Nằm sàn. À. À chà. Đứng hai con gậy nhỏ. Mấy con ma. Ai chà. Đấy, mấy con ma này của mình đi đánh nhau phơ phết luôn. Thôi đứng này để bảo vệ được cái bọn tầm xa. Chưa hồi được máu à. Ma nó còn có một con này, sợ đi. Nên bớt mấy con này đi ạ, con hồn ma này đi ạ. Mấy thằng xương này chưa sợ. Tỏ nó cũng nhờ thành ma quỷ, có cả thành ma quỷ ạ. Vào đây. Giết bớt vào này nè. Rồi bắn tiếp à. Mình được bon nốt thêm được đánh tiếp tục, sướng hết. Thằng xương này. Ok. Ô. Dụng. Bắn. Đánh thiên thần mình tiếp. Hồi máu, hồi máu, hồi máu, hồi máu. Máu 3 chưa đầy hoàn toàn. Chết 14 thằng.
180. 11 thằng. Hồi tiếp phát nữa thì đầy. Như này thì giết nó mất. Mà mình chưa hồi được quân. Ôi, mình chết mất mấy thằng pháp sư à? Đúng không nhỉ? Mình không nhớ là mình có bao nhiêu thằng pháp sư nữa. Chết mất 4 thằng pháp sư. Thôi được rồi, không sao. Dám lọ mọ đất nhà anh. Làm anh phải rút về chưa kịp đi tấn công tiếp. Sang đây tiếp. Thanh niên này tiếp tục. Rồi vào đi tiếp. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.